À, xin chào các anh chị và các bạn. À, các anh chị có nghe tôi nói và thấy cái slide tôi chia sẻ chưa? Dạ rồi thầy ạ. Ok. À, hôm nay sẽ hướng dẫn các anh chị cái bài cách cái sử dụng máy siêu âm tim và các mặt cắt cơ bản cũng như là mình đánh giá kích thước của các vùng tim. Sao cái slide mình bấm nó không chạy trời. À, cái trình tự mà làm siêu âm tim á là theo đúng một cái quy chuẩn á, là đầu tiên là chúng ta phải mắc cái điện tâm đồ để cho chúng ta vừa thấy được cái điện tâm đồ nó chạy ở trên cái màn hình của cái máy siêu âm tim á. Rồi cái bước thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn đầu dò nào nó phù hợp với cái kích cỡ của bệnh nhân. Rồi sau đó thì mình sẽ làm các cái mốt siêu âm gồm có một bình diện, hai bình diện, Doppler màu, Doppler xung, Doppler liên tục, rồi nếu mà hiện đại nữa thì đánh dấu mô, rồi siêu âm 3 chiều ha. Về việc chuẩn bị siêu âm ấy, thì siêu âm tim đòi hỏi bác sĩ phải biết nhiều cái kỹ năng, mặc dù là các anh chị nhiều khi cũng có thể làm siêu âm tổng quát rồi, siêu âm sản phụ khoa rồi chẳng hạn, hay là làm các cái lĩnh vực khác, nhưng mà khi siêu âm tim á, nó là một cái cơ quan động, cho nên là mình phải trang bị thêm một số cái kiến thức về cái huyết động học ở trong tim mạch. Người ta ghi nhận là một cái nhà tim mạch có kinh nghiệm á, thì cũng cần đến cái việc siêu âm, tại vì bữa nay là nó rất là cần thiết. Cái ống nghe đó nhiều khi bỏ sót bệnh rất là nhiều. Trong khi đó thì các bác sĩ mà viết cái chỉ định cho siêu âm tim á, cũng không phải là bác sĩ chuyên khoa tim mạch nữa, nhiều khi bác sĩ của các cái chuyên khoa khác nhau, bác sĩ gây mê cho chỉ định siêu âm tim để coi quyết định cái cuộc gây mê nó có an toàn hay không, vân vân. Và những cái đa phần các chị học đó là chúng ta siêu âm tim người lớn, nhưng mà thỉnh thoảng tim người lớn á, nó cũng có cái chen vô cái tim bẩm sinh trong đó nữa, tại vì cái tim bẩm sinh khi mà ở giai đoạn trẻ nhỏ không phát hiện ra, là lớn lên nó mới phát hiện, ví dụ như những bệnh thông liên nhĩ chẳng hạn ha. Hoặc là những cái bệnh mà người ta đã mổ rồi, tim bẩm sinh từ nhỏ mổ rồi, nhưng không, sau này khi lớn lên đến các anh chị thì các anh chị cũng phải siêu âm, cũng phải hiểu cũng phải, cái bệnh đó như thế nào, người ta đã mổ ra sao rồi, thì đó là những cái mà chúng ta phải tích lũy nhiều cái kiến thức cũng như kinh nghiệm để làm. Cái bước thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân. Ở Việt Nam mình thì cái chuyện chuẩn bị này nó không quan trọng, bởi vì cái số lượng bệnh nhân đông quá, cho nên là chúng ta thường là nhiều khi là kêu bệnh nhân vô ngồi là 5-10 người một lúc. Rồi sau đó thì có những bệnh viện là các anh chị sẽ thấy là cứ kêu bệnh nhân kéo cái áo lên rồi xong đó là làm. Như vậy thì cái cửa sổ siêu âm của mình nó rất là bị hạn chế, nó không có được thoải mái, bệnh nhân cũng không thoải mái nữa. Các anh chị cứ tưởng tượng một cái áo mình đang mặc đóng thùng chẳng hạn, rồi mình kéo nó lên, hay là phụ nữ có áo ngực chẳng hạn rồi phải kéo lên, nó vướng víu tùm lum hết trơn á, mà bác sĩ cũng không có thoải mái. Trong khi đó ở các nước phát triển á, là người ta phải thay áo rộng rãi ha, thoáng mát sạch sẽ, rồi cũng phải, nếu mà em bé thì người ta còn giải thích, hoặc là phụ nữ người ta còn giải thích à siêu âm tim là như thế nào, nó tốn khoảng thời gian phải 15 phút 30 phút gì đó để cho người ta hợp tác, nhất là em bé. Tức là nó là cũng là một cái thủ thuật, cho nên là chúng ta cần phải giải thích bệnh nhân trước khi chúng ta làm. Nhưng mà người ta cũng ghi nhận một câu là tuy nhiên khi mà giải thích đó, bác sĩ siêu âm cũng không nên đi quá xa trong việc giải thích kết quả, bởi vì chúng ta là người bác sĩ siêu âm lúc đó đóng vai trò là một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thôi, chúng ta thấy cái gì chúng ta ghi nhận lại cái đó, chứ chúng ta không phải là người chẩn đoán cuối cùng cho bệnh nhân, và cũng không phải là người chịu trách nhiệm về cái chẩn đoán đó. Do đó là nhiều khi chúng ta nói bệnh nhân là những câu vu vơ chẳng hạn như hở van hay lá nhiều, hoặc là chúng ta nói với bệnh nhân là
kết quả siêu âm tim bình thường. Nhiều khi người ta nghe vậy người ta đứng dậy, người ta bỏ đi về, người ta không thèm khám bệnh luôn. Mà trong khi đó bác sĩ cho đi siêu âm là để loại trừ những cái bệnh khác, à, rồi người ta về người ta mới có cái chẩn đoán, người ta quyết định. À, do đó chúng ta cũng không có đi xa trong phần giải thích kết quả ha. Cái chuẩn bị bệnh nhân tiếp là về siêu âm tim qua thành ngực á, à, thì chúng ta không có chống chỉ định tuyệt đối, à, nhưng mà những trường hợp mà không khí nhiều quá, à, ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những bệnh nhân quá mập hoặc là bệnh nhân đang thở máy chẳng hạn, thì không khí nó sẽ khí á, ở lòng ngực á, nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cản trở cái tia siêu âm, làm cho cái hình ảnh nó không rõ, cho nên là chúng ta không sẽ khảo sát được đầy đủ các cái mặt cắt cần thiết. Và tốt nhất nhắc lại là bệnh nhân cần phải thay áo để tránh cái dính cái chất siêu âm, cũng như là đối với bệnh nhân nữ người ta cũng bớt e thẹn trong lúc làm siêu âm, chứ tự nhiên mình kêu người ta lôi lên kéo lên hết rồi làm. Về cái phòng siêu âm, trang bị của phòng siêu âm thì tốt nhất là cái giường bệnh mà có điều chỉnh được cái độ cao của cái giường, tức là mình có cái chân cái nút bấm bấm mình chỉnh độ cao thấp của cái giường, và bệnh nhân cũng cần có một cái gối kê ở trên đầu để cho thoải mái. Và cái gối này giống như cái gối ôm nhỏ, nhưng nó cũng mục đích là làm cho cái cổ bệnh nhân được ngửa tốt hơn khi mà chúng ta khảo sát cái mặt cắt trên hõm ức. Và riêng phần bác sĩ thì cũng cần trang bị một cái ghế dựa có thể điều chỉnh độ cao, để chúng ta làm việc được lâu được mới thoải mái được. Chứ còn nếu mà trang bị bác sĩ mà cái ghế nhựa hay là cái ghế gì đó mà không thoải mái thì ngồi làm mấy chục ca làm sao nổi nha. Đây, các anh chị thấy cái hình ảnh của một cái phòng trang bị siêu âm tim lý tưởng ha, tức là có cái phòng chờ, có cà phê, có khu vui chơi cho em bé đó. Nếu mà siêu âm em bé còn khó hơn nữa là có tivi, nhiều khi chiếu phim hoạt hình hay là chiếu hình ảnh gì trên đó, YouTube đưa gì đó cho bé nó coi ha. Và chúng ta cũng không quên là chúng ta cần phải có những cái bộ phận để lưu trữ hình, lưu trữ hình để coi cái hình ảnh sau này đó, cái hình ảnh đó nó sẽ làm một cái bằng chứng pháp lý, hoặc là chúng ta dùng sau này để giảng dạy, chúng ta lưu lại, chúng ta trên đó chúng ta phải ghi đầy đủ các thông tin như tên, tuổi, chẩn đoán, ngày tháng thực hiện, để sau này chúng ta muốn lục lại thì chúng ta còn có những cái thông tin đó. Rồi khi chuẩn bị làm, bây giờ tới làm á, là chúng ta phải chọn đầu dò tùy theo cái kích cỡ của từng bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân nào ốm nhỏ thì chúng ta sẽ chọn đầu dò có tần số cao. Bệnh nhân nào mà mập cao to thì chúng ta sẽ chọn đầu dò có tần số thấp. Tần số thấp ở đây các anh chị thấy thí dụ như tần số từ 1 đến 4 MHz hay là từ 5 tới 9 MHz chẳng hạn, thì đó là tùy theo cái kích cỡ của bệnh nhân. Cái về nguyên tắc siêu âm các anh chị phải hiểu cái nguyên tắc của cái sóng siêu âm ha. Tần số đầu dò mà càng cao á, thì cái hình ảnh siêu âm có độ phân giải rất là tốt, cho nên là nó nét và nó chi tiết. Nhưng mà cái tần số đầu dò cao thì cái độ xuyên thấu nó sẽ kém, do đó tần số đầu dò cao này chỉ dùng cho trẻ em và người mà mỏng thôi. Còn ngược lại, tần số đầu dò mà thấp thì sẽ cho cái độ xuyên thấu rất là cao, nhưng mà độ phân giải của nó ngược lại thì lại thấp. Và hiện nay thì nhiều hãng siêu âm á, người ta sản xuất cái đầu dò đa tần số, chứ không phải giống như hồi xưa mà cái máy con trong người thời năm 95 2000 á, thì mỗi đầu dò có một tần số cố định, ví dụ như là đầu dò 3.5 MHz, đầu dò 5 MHz chẳng hạn. Thì bây giờ trên đầu dò nó tích hợp cái giải đa tần số, chúng ta có thể chỉnh cái nút ở trên cái máy thì nó sẽ về cái tần số mà chúng ta mong muốn ha. Cái chùm tia siêu âm á, thì được coi như là một cái kim tự tháp tứ giác với đỉnh là nằm ở phía đầu dò ha.
và nó sẽ có độ phân giải trong ba chiều. À, chúng ta có độ phân giải theo chiều dọc ha. Độ phân giải theo chiều dọc có nghĩa là độ phân giải dọc theo chiều dài của chùm tia mà phát ra. À, cái độ phân giải thứ hai là độ phân giải bên. À, tức là từ cái bên này tới bên kia, từ bên trái qua bên phải á, của cái hình ảnh 2D á, là người ta gọi là độ phân giải bên ha. Còn cái độ phân giải độ dày, có nghĩa là độ phân giải trên độ dày của cái lát cắt giải phẫu của mình á, cắt ra ha. Cái độ phân giải thứ tư đó là độ phân giải theo thời gian, nó biểu hiện bằng cái tần số khung á ha, bao nhiêu hẹt đó, các anh chị để ý cái đó. Rồi cái máy in thì các anh chị thấy là ngày nay ít ít cái đơn vị nào mà người ta in bằng máy in nhiệt, mà máy Sony mình nhỏ xíu như hồi xưa nữa, cái giấy dẻo dẻo mềm mềm đó đó, ít in rồi. Bây giờ người ta thường là người ta bắt hình qua máy vi tính, chuyển hình qua máy vi tính rồi người ta in luôn trên cái máy in kết quả luôn. Khi mà mắt điện tim á, thì cái điện tim nó sẽ thể hiện á, đồng thời với cái hình siêu âm, cái rẽ quạt của siêu âm, thì cái điện tim lúc này chúng ta có thể biểu hiện để ở phía trên hay là phía dưới của màn hình, tùy mình, tùy cái thói quen của mỗi người. Cái điện tim này nó giúp cho chúng ta xác định được đâu là thời kỳ tâm thu, đâu là thời kỳ tâm trương. Có những đa phần là chúng ta dễ xác định, chúng ta thấy là van hai lá, ba lá, hai lá nó đóng hay mở để chúng ta xác định tâm trương tâm thu, hoặc là van nào mà chủ đóng mở. Nhưng có một số tình huống nó làm chúng ta phân vân, ví dụ như cái phổ Doppler đó, chúng ta đang phân vân là không biết là tâm thu hay tâm trương. Nếu mà tâm thu là ví dụ như sau bệnh nhân mổ đóng thông liên thất rồi, chúng ta bắt một cái phổ vào ngay chỗ cả nước trục ngang ngang van động mạch chủ, à, chúng ta thấy một cái phổ vận tốc rất là cao mà chúng ta không biết là tâm thu hay tâm trương. À, cái nếu mà tâm thu á, thì chúng ta nghĩ là mổ thông liên thất nó còn tuần lưu, còn nếu mà tâm trương á, là có thể là cái van động mạch chủ nó bị hở chẳng hạn, thì cái lúc này cái điện tim nó rất là có giá trị, đặc biệt là trong siêu âm đánh dấu mô á, là chúng ta phải có cái điện tim á, thì nó cái hình ảnh nó phân tích mới đúng mà mới chính xác được ha. Rồi khi mà chúng ta đã lựa chọn đầu dò thì tốt hơn hết các anh chị nên để bệnh nhân nằm nghiêng trái ha. Nghiêng trái là để cho cái tim nó áp sát cái thành ngực á. Rồi chúng ta có những cái vị trí cơ bản để đặt đầu dò. Thường thông thường các anh chị đi lâm sàng các anh chị sẽ thấy đầu tiên chúng ta sẽ đặt đầu dò ngay chỗ cạnh nước bên trái ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đặt ở vị trí thứ hai, đó là đặt vị trí tại mõm tim, tức là chúng ta sờ cái mõm tim bệnh nhân ở đâu, thì chúng ta để đầu dò ở đó. Đây là cạnh nước bên trái ha. Này là ở mõm tim, là vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là chúng ta để ở dưới sườn, ngay dưới mũi ức đây nè ha. Đó. Mặt các thứ tư, cái vị trí đặt đầu dò thứ tư chúng ta hay làm đó là chúng ta để trên hõm ức này ha, ở trên cái hõm ức của mình, xương ức của bệnh nhân đó ha. Lúc này cái đầu bệnh nhân nằm ngửa ra, có cái gối ngửa cái cổ bệnh nhân, để cho chúng ta để cái đầu dò vô cho nó dễ. Có thể một số anh chị thấy người ta có làm đánh dấu là cái mắt cạnh ức bên phải nữa, trong cái khảo sát van động mạch chủ á, động mạch chủ lên đó. À, thì các anh chị để cái cạnh nước bên phải, thì đây là những cái vị trí mà chúng ta thường đặt đầu dò để khảo sát cái cấu trúc của cái tim ở một người bình thường ha. Các cái nút chức năng chính trong cái điều chỉnh hình ảnh ở trên 2D, đầu tiên nhất là tại vì vô thường hay chúng ta trên 2D trước, xem hai chiều trước để định vị á, thì có những cái nút như là nút depth, là nó sẽ chỉnh cho cái độ sâu của cái tia siêu âm á. À, nếu mà chúng ta chỉnh càng sâu thì cái hình nó sẽ bị nhỏ lại, tại nó chiếu sâu quá mà, hoặc là chúng ta để nông á, thì cái hình nó sẽ bự ra. Cái nút thứ hai mà chúng ta cần để ý là focus. À, chúng ta tập trung focus vô cái phần nào, thì chúng ta sẽ khảo sát cái phần đó, nó sẽ siêu âm nó sẽ tập trung chỗ đó, cái tia tập trung ở đó, cái hình ảnh nó sẽ rõ hơn. Cái nút thứ ba là cái nút size hoặc là nút angle á, là nó chỉnh cái góc của cái rẽ quạt. Chút nữa tới cái đó tôi chỉ ha. À, cái rẽ quạt á, mà nếu mà các chị để cái góc nó càng rộng á, thì cái tần số khung nó sẽ càng thấp,
tức là cái hình ảnh nó không có nét. Còn ngược lại nếu mà các anh chị để cái góc càng hẹp thì cái tần số khung nó sẽ, tần số quét nó sẽ nhanh lên thì hình ảnh nó sẽ càng rõ hơn. Cái nút thứ tư là cái nút zoom, là để phóng đại nha. Chúng ta phóng một cái cấu trúc lên, chúng ta cần khảo sát, ví dụ như chúng ta muốn khảo sát màn hình mặt chủ, chúng ta zoom vô cái phần cái màn hình mặt chủ thôi. Hoặc là gain, gain là chúng ta tăng hay là giảm đậm độ của cái tia siêu âm, tức là gain tăng lên, tức là chúng ta tăng thu nhận những cái tia phản hồi lại thì cái hình nó sẽ sáng hơn. Còn nếu mà chúng ta giảm gain thì cái hình trên cái rẽ quạt đó nó sẽ tối đi nha. Ngoài ra có thể có gain toàn bộ hay là có gain theo tầng, thì các anh chị sẽ đi, nếu mà đi thực tế thì các anh chị sẽ biết rõ hơn, còn nói về lý thuyết thì các anh chị phải hiểu nó có những cái phần như vậy. Đây ví dụ như các anh chị thấy nè, cái gen này hơi thiếu nè ha, cho nên chúng ta thấy nó đen. Còn cái này là cái rẽ quạt này, cái góc của rẽ quạt ha, góc rẽ quạt á, chúng ta đang để cái này cũng khá rộng nè ha. Nếu mà chúng ta chỉ khám xét màn hình mặt chủ thì chúng ta nên để góc rẽ quạt nhỏ lại vừa đủ cái chỗ màn hình mặt chủ thôi, thì chúng ta sẽ thấy cái hình nó sẽ nét hơn, tần số khung nó sẽ cao hơn. Cái này là chúng ta tăng gain lên một chút thì thấy cũng được ha, vừa, nói chung là cũng được được. Đây là cái điện tâm đồ nè, chúng ta sẽ thấy cái nó biểu diễn, thường là người ta để ở phía dưới nó chạy, chúng ta sẽ biết được đâu là tâm thu tâm trương. Cái màu đỏ, cái ngọn trỏ màu đỏ này là cái chỗ mà cái điểm màu đỏ đây là nó chỉ là đang ở trên nào của sóng điện tim đó. Đây là RR, đây là sao gần ngay này, từ trên chỗ sóng T nha, tức là thời kỳ mới cái gần đầu tâm thu nha. Thì chúng ta thấy là sau QRS này tâm thu, cho nên chúng ta thấy cái màn là mặt chủ nó mở này ha. Đây cũng vậy, cũng giống vậy, cái gen nó hơi tăng lên chút xíu. Cái này là gen tăng nhiều ha. Đây đây tăng nhiều quá, cái này thấy không, tăng gen nhiều quá cái nó sáng quá, sáng luôn. Nhiều khi chúng ta khó phân biệt giữa cái máu với lại cái thành phần của tim. Bây giờ về nguyên tắc mà chỉnh gen là ta nói gì, chúng ta chỉnh phần máu ở trong tim đây nè tối nhất có thể, tối nhất mà mình thấy là có thể mà không ảnh hưởng tới cái cấu trúc của cái cơ tim xung quanh đó. Chúng ta chỉnh đây là chúng ta tăng quá cái phần phần máu này, chúng ta thấy nó cũng sáng luôn. Như vậy là chúng ta chỉnh chưa có đúng đó. Cái này chị thấy cái vai trò quan trọng của cái chỉnh gen này, chúng ta nhìn chỉnh gen cũng là một bệnh nhân, nhưng mà cái gen này chúng ta nhìn cái hình nó sẽ không có đẹp bằng cái hình này ha. Rồi còn cái rẽ rẽ quạt, cái gì tưởng tượng này, nếu mà chúng ta mở rộng cái rẽ quạt ra quá thì cái tia siêu âm nó sẽ quét, nhưng mà nó quét rất là chậm, tại vì cái khoảng cách quét nó cũng phải lớn nữa để nó đi hết cái đoạn đường này. Trong khi đó nếu mà chúng ta để rẽ quạt nhỏ thì cái cũng bao nhiêu cái chấn tử đó nó quét ấy, thì nó sẽ cái lát cắt nó sẽ mỏng hơn ha, cái chùm tia nó đi nó sẽ cắt mỏng hơn. Như vậy thì cái độ phân giải nó sẽ tốt hơn so với nếu mà chúng ta mở cái rẽ quạt nó rộng ra. Nhưng mà khi siêu âm, bất cứ siêu âm gì, từ siêu âm tim, siêu âm bụng, siêu âm gì cũng vậy, các anh chị phải để ý cái định vị ở trên siêu âm. Cái định vị là cái này nè, cái chữ của logo mỗi hãng á ha. Đây định vị này như vậy là cái này là đang ở bên trái của bệnh nhân này ha. Rồi mình đặt cái định vị của đầu dò mà nó trùng khớp với lại cái định vị của cái rẽ quạt nữa, thì khi đó chúng ta dịch chuyển đầu dò nó sẽ phù hợp hơn. Cái này nói các anh chị bây giờ nhiều khi không có mường tượng được đâu, nhưng mà sau khi khi mà các anh chị vô thực tế lâm sàng rồi á, chị ta các anh chị thấy nếu mà mình để cái đầu dò mà cái mặt cơ nó không có đúng á, cái xoay đầu dò, tại chúng ta xoay đầu dò 180 độ là sẽ bị ngược lại liền thì cái hình ảnh các anh chị lúc đó trái phải, phải trái, là nhiều khi các anh chị sẽ định hướng nó không có đúng. Đầu tiên vô nhiều các anh chị nhiều khi đặt cái mặt cơ nó không đúng á, trong mạch chủ nằm mình ở dưới bụng chẳng hạn, chúng ta muốn coi cái chi tiết cái định vị phủ tạng nó như thế nào, cái nó nhìn chúng ta kêu cái đầu mạch chủ này bên phải, nhưng mà thực ra nó bên trái, và chúng ta đặt ngược cái đầu dò thôi làm cái định vị phải trái của mình không có đúng nha. Và cái nguyên tắc nữa chúng ta cần phải biết đó là cái hình ảnh mà cần càng gần cái chóp đầu dò
gần chóp của rễ quạt á, tam giác rễ quạt á, gần chóp, hình càng gần chóp là càng gần đầu giò, xa chóp là xa đầu giò. Dù cho người ta có đảo ngược cái up down cái đầu giò lên đấy, cái có trên cái máy siêu âm có cái nút up down á, chúng ta chỉnh cái rễ quạt nó chổng ngược lên lại, thì về nguyên tắc càng gần rễ quạt, cái chóp rễ quạt là càng gần đầu giò hả. Rồi chúng ta còn có những cái nút khác như nút free là nút dừng hành ha, nút select là nút để chúng ta lựa chọn, có cái chữ TM để chúng ta cắt cái TM. Và trong cái TM cũng như trong 2D á, có cái nút mà các anh chị ít để ý nhưng mà sau này nếu mà các anh chị biết thì nó sẽ hữu ích, đó là cái nút tốc độ speed. Tại các cái máy siêu âm hầu hết là nó ghi bằng tiếng Anh cho nên các anh chị phải, bắt buộc phải phải thuộc ha, chứ không biết tiếng Anh là mình không có chỉnh được, nó không có sản xuất cái bàn phím mà tiếng Việt cho mình. Thì speed này á, là nói để các chị dễ mường tượng á, ví dụ như là trên cái điện tim á, các anh chị thấy cái điện tim này ha, ở bình thường ở mình mà mình đo điện tim cho bệnh nhân 12 chuyển đạn ngoại ngoại biên á, mình đo thì cái vận tốc mà các anh chị thấy hay nó để trên cái máy đo điện tim khi nó in ra nó để là cái biên độ là một gì đó 10 mm, cái test 10 mm, hoặc là cái vận tốc giấy là 25 mm/giây, là chúng ta hay nhìn cái điện tim là thông thường nó là vậy. Còn ở trên máy siêu âm á, đa phần cái tốc độ ở đây chúng ta cái máy siêu âm các anh chị để ý cái tốc độ nó là khoảng 50 mm/giây, là cái tốc độ chúng ta sẽ thấy hai cái đỉnh RR với cái nhịp tim mà khoảng 60 lần phút là chúng ta thấy khoảng như vậy ha. Nếu mà nhịp tim mà chậm quá thì cái khoảng cách RR này sẽ rộng ra, ví dụ như cái nhịp tim mà nó còn có 30 lần phút chẳng hạn thì hai cái khoảng RR này nó sẽ rộng ra, nó bắt gấp đôi cái này đi, nó không có cái sóng này ha. Hai cái này đi thì lúc đó cái chu chuyển tim ở trên màn hình chúng ta sẽ không khảo sát hết được, nhiều khi nó chậm quá thì chúng lúc này chúng ta sẽ tăng speed lên, tăng speed lên để chúng ta ghi nhận lại cái hai cái sóng RR này nó chạy nhanh lên, để RR này nó sẽ thu ngắn lại để chúng ta thấy được cái hình ảnh chu chuyển tim đó trên một cái màn hình Hoặc là khi mà các anh chị coi khảo sát trong mấy cái bệnh màng ngoài tim, bệnh cơ tim hạn chế rồi người ta coi là thay đổi cái vận tốc sóng theo cái chu cái hô hấp á, thì các anh chị lúc này các anh chị phải cho speed nó nhanh lên để khoảng RR nó ngắn lại, RR ngắn lại thì nó nhiều chu chuyển tim thì chúng ta mới mới khảo sát theo hô hấp được. Như mấy cái này nói nó hơi xa một chút chứ, nhưng mà các anh chị nghe rồi các anh chị để đó rồi sau này nếu mà các anh chị có dịp các anh chị nghe lại thì thấy nó sẽ hữu ích ha. Rồi speak can cái nút speak. Rồi đối với Doppler thì chúng ta sẽ dùng cái con chuột ở trên cái bàn phím của máy siêu âm, chúng ta sẽ chọn cái hướng bắt cái dòng máu, bắt vận tốc dòng máu, chúng ta cố gắng để song song với cái dòng chảy và hoặc là cái góc đó nó dưới 20 độ là tốt nhất, là chúng ta sẽ bắt được cái vận tốc tốt nhất. Chứ còn nếu mà chúng ta để cái hướng dòng chảy với lại cái góc mà bắt Doppler mà nó lệch trên 30 độ là không tốt Và trong Doppler này chúng ta cũng chỉnh gain giống như trên 2D vậy đó Còn trường hợp mà nếu mà cái tia siêu âm nó không song song thì lúc đó chúng ta sẽ dùng cái nút angle để chúng ta chỉnh để cho cái tia Doppler nó song song với dòng máu ha. Là chỉnh gain nè, chúng ta chỉnh gain này là vừa đủ nè. Đó, chúng nó có cái viền này nè, rồi trong nó cũng hơi đen đen giống tương tự ở ngoài. Thì đó là cái một cái phổ Doppler mà chúng ta chỉnh cái gain nó vừa đủ. Chứ chúng các anh chị chỉnh chỉnh cao quá, tăng gain lên dữ quá nha, là mình đo nó bị sai, nhưng mình không biết cái đỉnh của cái sóng này nó nằm ở đâu, đang sóng là mặt chủ hay sóng mặt thổi gì đó mà nằm ở đâu mình không biết, dưới đây là chỗ này chúng ta chỉnh gain vừa đủ là chúng ta
À, chị sẽ thấy cái vận tốc đó à, ngang chứ cái này nhiều khi mình đo sai lên tới 0.8 9, cái này là khoảng 0.6 thôi ha. Rồi đốm lơ màu cũng vậy, đốm lơ màu thì ngày nay đa phần các cái bàn phím trên máy số âm nó để chữ Ctrl L đó, à, đó là đốp lơ màu. Còn đốp lơ năng lượng á, là nó sẽ là cái nút PD, là Power Doppler ha. Thì chúng ta cũng dùng cái miếng Select để chúng ta thay đổi cái diện tích phủ màu, nó cũng tương tự như cái rẽ quạt vậy đó. Nếu mà chúng ta để rẽ quạt mà lớn quá thì cái hình nó sẽ không rõ, ta để rẽ quạt nhỏ quá thì nhiều khi chúng ta bị bỏ sót những cái cấu trúc. À, trong đốp lơ màu thì chúng ta khi mà chúng ta phổ màu vô á thì nó cũng hiện lên một cái hộp rẽ màu, phổ màu đó. Cái hộp đó mà chúng ta để rộng quá thì cái hình nó sẽ không có nét, mà nếu mà chúng ta để nhỏ quá thì chúng ta sẽ không có xảo sát hết được những cái màu mà vùng màu chúng ta cần cần phải để ý. Nó cũng có gain để chúng ta tăng hay giảm gain trong cái đốp lơ màu. Về nguyên tắc đốp lơ màu khi chỉnh các anh chị để ý, có thể có những đồng nghiệp họ vô họ chỉnh nó không có phù hợp với mắt của mình thì vô mình chỉnh lại. Thì cái mẹo ở đây á là khi mà mình ngồi trên máy siêu âm mình không biết cái gain đó là nó đủ hay chưa, tại vì nếu mà cái gain chưa đủ nhiều khi là hở van mình sẽ đánh giá bị thấp đi, tại vì cái gain nó không đủ cho nên mình không thấy được cái dòng hở van tốt. Còn nếu mà mình tăng gain quá thì nó nhòe nhoẹt, mình lại đánh giá cái hở van nó lại quá mức, cho nên là chúng ta đánh chỉnh vừa đủ thôi. Vừa đủ đã hướng dẫn cho mình như thế nào, ngoài cái chuyện chút nữa tôi nói là cái vận tốc, người ta còn cách chỉnh cái gain. Chúng ta mới đầu vô là chúng ta phẳng cái gain lên tối đa để cho nó cái hiện speckle lên ở trên cái màn hình siêu âm đó. Mấy chấm 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 đó. Rồi sau đó chúng ta giảm từ từ cái gain lại, giảm tới khi nào mà mấy cái speckle ở cái rìa xung quanh nó giảm, nó bớt xuống, nó không còn nữa thì nó chỉ còn lại cái màu ở trong cái hộp màu thôi đó, là cái gain đó là vừa đủ. Ngoài ra có cái mốt là tem màu nhưng mà các anh chị ít dùng, nó khảo sát chức năng lâm trường đó ha, hoặc là dùng để đo kích thước hở tại gốc ha. Rồi trong siêu âm tim thì nó đo đạc rất là nhiều, cho nên là nó có những cái nút ví dụ là measure là nút để chúng ta đo đạc, thì chúng ta vô trong cái menu đó chúng ta chọn cái đo nào cần thiết, ví dụ như đo chức năng thất trái, đo các cái thành tim, đo cái vòng van động mạch chủ, vòng van động mạch phổi, chúng ta bấm vô đó chúng ta đo. Ngoài ra có những cái tính năng khác ở trên máy siêu âm đó là enhancement để chúng ta thấy rõ nội mạc, TDI là siêu âm Doppler mô. TDI thì đa phần các cái máy của các cái hãng Philips mấy cái hãng khác để TDI. Còn cái GA thì nó để là chữ PPI ha. Speed cũng vậy, trong này nó cũng có cái nút speed để chỉnh tốc độ trên TEM cũng như là trên cái Doppler phổ. Chúng ta chọn tốc độ nhanh để chúng ta đo những cái khoảng thời gian. Chúng ta chọn tốc độ chậm để chúng ta khảo sát sự biến thiên vận tốc dòng máu theo chu kỳ hô hấp ha. Thì đó là tùy theo cái mà chúng ta muốn khảo sát thì chúng ta chỉnh tốc độ nhanh hay tốc độ chậm. Ngoài ra có những cái khác như là text hay ABC là để chúng ta chú thích trên cái hình ảnh đó cho người ta biết. Thí dụ như cái này là khối u, cái này là huyết khối thì chúng ta sẽ viết lên trên cái màn hình để người ta hiểu. Và có cái nút record là cái nút để chúng ta ghi hình. Đó, đây là cảnh nước trụng dọc nè. Chúng ta sẽ đo ha. Em mà mốt qua. Nếu mà chúng ta để cái vận tốc mà để 50 mm giây là cái vận tốc thông thường chúng ta sẽ thấy như vậy. Còn chúng ta để 100 mm trên giây thì chúng ta thấy ở đây chúng ta thấy 1, 2, 3, 4 tới 4 chu chuyển tim chúng ta khảo sát được ở trên một cái khung này. Trong khi đó nếu mà chúng ta tăng lại gấp đôi 100 chẳng hạn thì chúng ta sẽ khảo sát được cái hai chu chuyển tim mà ha. Thì tùy cái mục đích, như là đó là phổ cũng vậy. Nếu mà chúng ta để 150 thì chúng ta khảo sát được
một hai ba cái trục chuyển nha. Chứ còn nếu mà chúng ta để 100 đây thì chúng ta thấy được có hai trục chuyển thôi. Rồi khi mà học bài này xong á, các anh chị lên cái trang web của Hiệp hội Siêu âm tim Hoa Kỳ nha. Trang web này là các anh chị cứ gõ hoặc chút nữa tôi nếu mà ấy xin cô Nhung cái bài ha, thì các anh chị thấy cái này là cái hướng dẫn để chúng ta tiến hành siêu âm tim qua thành ngực năm 2019 á, của Hiệp hội Siêu âm tim Hoa Kỳ. Thì trong này nó có bản tiếng Việt nữa, các anh chị đau nếu mà không có rành tiếng Anh đó, thì các anh chị đau cái bản tiếng Việt về mình đọc ha. Đó, cái này là người ta cũng trong đó người ta cũng hướng dẫn các anh chị điều chỉnh các thông số siêu âm ha, các chức năng trên cái siêu âm 2D. Mỗi người có một cái con mắt, có một cái cách nhìn khác nhau, cho nên nó có nhiều cái map màu trên 2D lắm. Map A, là map F, chưa nói là chỉnh gen nữa nha, cái map nào thì hoặc là chúng ta chỉnh là map G hoặc là B-mode colorize có màu đó. Màu đồng hay màu vàng, màu đỏ cái gì đó, anh chị thích cái màu nào thì anh chị chỉnh cái màu đó. Rồi trong cái chỉnh cái máy siêu âm có cái là gọi là dynamic range, là giải tương phản à. Tức là nếu mà cái dynamic range của các anh chị thấp xuống thì các anh chị sẽ thấy cái độ tương phản nó sẽ cao hơn à. Rồi các anh chị cũng để ý nãy tôi có nói cái chuyện lựa chọn tần số đầu dò. Nếu mà chúng ta lấy cái tần số đầu dò thấp thì cái hình chúng ta cũng thấy, nhưng mà nó cái độ nét nó không bằng với cái đầu dò. Cái tần số cao thì chúng ta thấy cái cơ tim nó sẽ nét hơn, cái van tim nó sẽ nét hơn. Cái ghi họa mô là harmonic ấy. Thì cái ghi hình mà dạng cái harmonic họa mô thì chúng ta sử dụng tần số siêu âm ha, do mô tạo ra thay vì cái tần số ban đầu để tạo ảnh. Thì các anh chị sẽ có cái hình, nếu mà siêu âm tim thường người ta sẽ chuyển qua cái chế độ harmonic họa mô. Thì các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh nội mạc rồi nó sẽ rõ hơn. Harmonic imaging setting này. Còn cái này là cái mode cơ bản này, fundamental. Rồi, hồi nãy cũng có nói các anh chị đề cập tới việc mà chúng ta chỉnh độ sâu á, thì chúng ta độ sâu vừa phải thôi, chứ sâu quá như vậy nha. Sâu quá các anh chị thấy cái tim nó lọt thỏm ở trên, nó nhỏ lại chút xíu à. Mình rất là khó khảo sát chi tiết. Cái này là cái góc của rẽ quạt nè, rẽ quạt này cũng rẽ hơi bự á. Độ sâu quá. Về nguyên tắc khi chỉnh cái máy siêu âm á, vô các anh chị chỉnh độ sâu sao á, mà cái thành sao xa nhất mà chúng ta định khảo sát này, nó cách cái chỗ xa nhất của cái rẽ quạt á khoảng 1 tới 2 cm là đủ. Chứ đừng có để sâu quá. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc tim nó đầy đủ hơn, dễ nhìn hơn, đẹp hơn. Chứ còn các anh chị chỉnh cái này, sâu quá ha, lọt thỏm này. Rồi cái gen đó, nhắc lại này, chúng ta tăng gen nhiều quá thì cũng không tốt ha. Nó sáng cái màn hình làm cho mình khó nhận diện, còn nếu mà gen thấp quá thì cái hình nó sẽ mờ. Mà mình có thể chỉnh gen theo tầng, nếu cái tầng nào mà mình định khảo sát kỹ, ví dụ như là gen ở phần mỏm, hay là chúng ta muốn tăng gen ở phần van hay lá ba lan, thì chúng ta sẽ tăng gen theo tầng. Đây là những cái phần mà người ta giảm gen dữ quá thì nó sẽ cái hình đó nó sẽ mất đi ha, mất đi những cái khoảng bình thường. Nếu mà các chị xài mấy cái máy siêu âm đời mới bây giờ thì nó sướng lắm, nó có cái chức năng tự điều chỉnh ha, chỉnh gen. Anh chị bấm vô cái nút auto á, ở trên cái siêu âm có những cái máy nó có những cái chữ khác nhau, nhưng mà chúng ta bấm vô cái
cái nút mà tự động đó đó, nó sẽ tự động chỉnh cái gen cho mình. Nó sẽ chỉnh cái màu cho cái gen nó vừa đủ, còn nếu không đủ nữa thì các anh chị sẽ điều chỉnh lại. Rồi bây giờ cái chuyện cái nút zoom mà nãy có nói nè, chúng ta thí dụ như là chúng ta cái cạnh nó trục chọc đây, chúng ta muốn khảo sát chỗ cái van là mình chủ thôi chứ không khảo sát cấu trúc của mình nữa, thì chúng ta bấm cái nút zoom rồi chúng ta đặt cái cửa sổ ngay chỗ cái vùng van là mặt chủ thôi, rồi chúng ta nhấn enter thì nó sẽ zoom đúng cái phần van là mặt chủ lên để chúng ta khảo sát cái khu vực này thôi nha. Cái nút focus này có nói anh chị, cái focus chúng ta muốn khảo sát vùng mỏm coi có huyết khối rồi không thì chúng ta chỉnh cái focus về vùng mỏm, chúng ta muốn khảo sát van hai lá chúng ta chỉnh cái focus xuống van hai lá, chúng ta muốn khảo sát kỹ cái nhĩ trái thì chúng ta sẽ chỉnh cái focus về cái phần nhĩ trái nha. Rồi cái góc của cái rễ quạt này, cái góc rễ quạt này càng hẹp á, thì cái hình ảnh nó sẽ càng càng nét, còn nếu mà chúng ta mở rộng ra như trên á thì cái hình ảnh nó sẽ bị mờ đi ha. Nó các hình ảnh 2D tĩnh mà động trong cái quy trình siêu âm, ví dụ như là lại tương ứng trên giải phẫu trên hình ảnh siêu âm, cái này chúng ta để đẹp sâu quá tới 21 cm ha, 210 mm nè, thì chúng ta sâu quá, lúc này chúng ta mục đích là chúng ta sẽ coi thử luôn cái khoang ngoài tim, khoang màng phổi luôn thì chúng ta mới để sâu vậy. Còn nếu mà chúng ta chỉ khảo sát cái tim thì chúng ta để vừa đủ thôi nhé, nó cách khoảng 1 đến 2 cm là vừa đủ rồi. Đây nãy là chỗ cái zoom lên đó, nhắc lại ha, hay là chúng ta zoom vô van hai lá, hoặc là chúng ta zoom vô cái phần van động mạch phổi để khảo sát cái van động mạch phổi ha, hoặc là chúng ta nghiêng về đầu dò về phía bên phải, chúng ta coi cái buồng nhận của thất phải, nhĩ phải, thất phải ha. Đây là cảnh nước trục ngang ngang van động mạch chủ, cắt ngang van động mạch chủ này, chúng ta sẽ thấy là đây là nhĩ trái, vách liên nhĩ, nhĩ phải, van ba lá. Thì chúng ta sẽ thấy lên đây là động mạch phổi chi nhánh, cái này là cũng vậy ha. Thì chúng ta về đọc cái guideline này cho kỹ. Cái guideline nó sẽ nói những cái mặt cắt cơ bản, ví dụ như là cạnh nứt trục ngang ngang qua động mạch chủ, chúng ta khảo sát đây thì nó sẽ có ba cái lá vành, cái lá vành này bên trái màn hình nè, gọi là lá vành trái nè, bên trái của bệnh nhân luôn, này là lá vành phải nè, cái này không có động mạch vành đi ra cho nên gọi là lá không vành. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có coi thử cái van ba lá tập trung vô, nếu mà chúng ta không có tập trung chỗ cái van động mạch chủ là tập trung van ba lá là nhĩ phải, thất phải, van ba lá, hoặc là chúng ta tập trung nghiêng cái đầu dò về phía động mạch phổi, chúng ta khảo sát cái van động mạch phổi này, chúng ta khảo sát cái van hai lá. Lúc đó chúng ta cái khi mà cạnh nó trục ngang ngang van động mạch chủ á, các anh chị hướng cái tia siêu âm về phía mỏm tim á, thì các anh chị sẽ thấy ngang van hai lá, ngang van hai lá, xong cái chữ nghiêng tiếp về phía mỏm tim nữa, thì chúng ta sẽ cắt ngang qua hai cái cục cơ, cục cơ này là cục cơ trước bên, cục cơ này cục cơ sau giữa, còn đây là cắt về phía mỏm luôn. Rồi nãy giờ là cắt cái đầu dò nó đặt ở cạnh nứt, chúng ta cắt cái mặt cắt như vậy. Bây giờ chúng ta bỏ xuống dưới cái mỏm tim thì chúng ta sẽ cắt bốn buồng từ mỏm. Đây, mỏm chúng ta sẽ có là thất trái, thất phải, nhĩ trái, nhĩ phải, đây ha, bốn buồng. Rồi chúng ta có thể là chỉnh cái điếp để chúng ta coi cái khảo sát cái thất trái không ha, hoặc là chúng ta tập trung cái tia siêu âm chúng ta khảo sát bên thất phải, thì đó là những cái mà chúng ta cần phải để ý. Rồi khi mà chúng ta cắt bốn buồng xong á, thì các chị đè cái đuôi đầu dò xuống để cái tia siêu âm nó hướng về phía trước, thì chúng ta sẽ thấy là cắt năm buồng. Ở đây không phải năm buồng mà người ta nói vậy thôi, thực ra nó là thấy thêm cái động mạch chủ ngoài bốn buồng tim nãy, nhĩ trái, thất trái, nhĩ phải, thất phải,
anh chị thấy thêm động mạch chủ nó đi ra đây nữa ha. Đây là cái động mạch chủ chỗ này người ta gọi là buồng thứ năm, là cái này là mình cắt năm buồng từ một ha. Rồi, hoặc là mình chết về phía bên phải để mình coi cái động mạch phổi nó đi ra ha, là đường các đường thoát của thất phải cũng được. Hoặc là chúng ta tập trung về phía bên phải để chúng ta khảo sát manh ba lá, khảo sát thất phải. Rồi sau đó thì ở cái bốn buồng này chúng ta xoay đầu dò khoảng 60 độ ha, ngược chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta sẽ thấy nhĩ trái thắt trái thôi. Gọi là mà cắt hai buồng ha. Rồi, hai buồng này thì chúng ta sẽ có thường cái mấy cái này á, là các anh chị cắt cho thuần thục để sau này các anh chị làm siêu âm đánh dấu mô á, người ta cần nếu mà cắt này bốn buồng, hai buồng và ba buồng đó ha. Sẽ làm cái siêu âm đánh dấu mô trên cái các cái mặt cắt này. Thì cái mặt cắt này là mặt cắt ba buồng này ha, người ta zoom lớn lên để coi này ha. Rồi đây mặt cắt bốn buồng từ mỏm ha. Coi các cái nếu mà chúng ta để deep sâu lên thì chúng ta sẽ khảo sát các cái tĩnh mạch phổi nó đổ về nhĩ trái ở đây. Chúng ta zoom cái phần ở chỗ cái nhĩ trái, chúng ta coi các cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái ha. Rồi cái vị trí thứ hai xong thì chúng ta để vào vị trí thứ ba là vị trí ở dưới sườn. Ở dưới sườn á thì chúng ta sẽ thấy là cũng bốn buồng tim mà chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh khác là ở dưới sườn. Thì cái gần đầu giò ở đây sẽ là thất phải nha. Xa đầu giò chúng ta thấy thất trái đây, nhĩ phải, nhĩ trái, bốn buồng tim. Hoặc là chúng ta cắt dọc theo cái cơ thể thì chúng ta sẽ thấy cái tĩnh mạch chủ dưới đây. Nhất là trong hồi sức á, các anh chị hay cắt dọc tĩnh mạch chủ dưới để coi cái độ thay đổi của cái tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp, để mình coi cái áp lực nhĩ phải ước lượng đó là bao nhiêu, để mình coi thử đủ dịch hay không á trong hồi sức á ha. Có thể các anh chị coi luôn có cái tĩnh mạch gan nó đi về. Rồi cái vị trí đặt đầu giò thứ tư là các anh chị để đầu giò trên thỏ mức á ha, để mình cắt dọc theo cái cung động mạch chủ. Cái này nói thì dễ lắm chứ mà làm các anh chị sẽ rất là khó, là tại vì bệnh nhân để lên cổ mà đè vô cái đường thở của họ khó chịu lắm. Các anh chị phải đặt nó vừa phải thôi ha, cắt dọc theo cái cung động mạch chủ này ha. Thì mình sẽ thấy các cái mạch máu nó nuôi trên đầu này. Rồi cũng trên các cái mặt cắt mà nãy giờ giới thiệu xong thì các anh chị sẽ đo đạt ở thời kỳ tâm thu tâm trương rồi. Ngày nay á, thì tại hồi xưa là cái thói quen của mỗi người, hồi xưa thì tụi tôi hay đo trên cái tay em ha, cắt ở trên siêu âm một bệnh viện cắt tay em xong rồi đo. Nhưng mà các ngày nay các anh chị có thể đo trên 2D, đo kích thước của các buồng tim rồi đó, thành tim rồi, các anh chị có thể đo trên 2D để mình tránh bị sai sót. Thì các anh chị thấy so sánh này, nếu mà nhiều khi chúng ta cắt TM, nhiều khi chúng ta không cắt ngay cái chỗ đường kính lớn nhất mà chúng ta cắt ngay cái chỗ này thì cái đường kính nó sẽ bị nhỏ đi. Thì mình cắt tròn về thì mình thấy được rõ là mình cắt chỗ nào là đúng cái đường kính lớn nhất của nó. Chúng ta đo tâm tâm trương, rồi chúng ta đo tâm thu. Rồi sau đó thì ví dụ như người ta đo các kích thước nè, đo bao nhiêu, rồi sau đó máy nó sẽ tính cho chúng ta được cái phân suất co rút là FS. Từ cái phân suất co rút thì máy nó sẽ suy luận ra cho chúng ta được cái phân suất tống máu. Các chị hay thấy trên kết quả siêu âm mà nó hay đề là bệnh nhân này có cái phân suất tống máu tất trái tốt ở F là 70% chẳng hạn, là nhờ cái đo đạt thông số mà nãy giờ các anh chị đo xong á. Máy nó sẽ tính cho mình cái phân suất co rút và cái phân suất tống máu đó. Các anh chị thấy không? Trên 2D ngày nay thường là nó đo trên 2D. Chứ em nhiều khi cái tia siêu âm chúng ta nó không có vuông góc với cấu trúc là mình khảo sát. Chúng ta đo cái đường kính vòng mạch động mạch chủ, đường kính của nhĩ trái, đường kính của phần phễu thất phải chẳng hạn đó. Chúng ta đo có nhiều thông số để đo lắm, anh chị phải đọc ở trong guideline, chứ trong một cái buổi thì khó mà trình bày cho anh chị
Tim mạch là cái phức tạp nhất ha, đo nhiều thứ lắm. Đo thất phải, thất trái, động mạch phổi, động mạch chủ. Và trong cái guideline này á, người ta cũng nói là cái phần suất tống máu ngày nay các anh chị nên đo bằng phương pháp Simpson. Phương pháp Simpson đây, Simpson bốn buồng, tức là từ cái mặt cách bốn buồng và mặt cách hai buồng, thì cái máy nó sẽ tính ra cho mình là phần suất tống máu. Để nó tính được cái thể tích của thất trái thời kỳ tâm trương, thể tích thất trái thời kỳ tâm thu, thì nó sẽ tính cho mình được là hiệu suất tính ra là tâm trương thượng thu là tống đi được bao nhiêu ml, nó chia ra tính tỷ lệ phần trăm. Chứ còn cái TEM thì ngày nay người ta không có chấp nhận nữa, tại vì sao? TEM với 2D á, là nó chỉ có đo một cái vị trí thôi, vị trí vùng đáy thôi, mà nó suy luận hết cái thể tích của toàn bộ thất trái thì nó sẽ không phù hợp. Ví dụ như bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh mạch vành thì cái vùng này nhiều khi á, nó còn bóp tốt, nhưng mà vùng kia thì nó bóp kém, nó vô động chẳng hạn, thì nó không có đánh giá đúng ha. Hoặc là cái vùng này nó bóp kém nhưng mà mấy vùng khác nó bóp tốt thì sao? Cho nên là làm theo cái phương pháp Simpson là tốt nhất ha. Nó sẽ tính ra cho mình được cái thể tích của thất trái thời kỳ tâm thu, thời kỳ tâm trương này, nó sẽ tính cho mình cái phân suất tống máu. Hoặc là nếu mà máy xịn nữa thì chúng ta có siêu âm ba chiều ha, nó sẽ tính được cái thể tích thất trái tâm thu tâm trương thay đổi, để nó tính ra cái phân suất tống máu trên 3D. Hoặc là chán chị sẽ thấy ngày nay người ta tính là thể tích của nhĩ trái, thể tích của nhĩ phải, hay là diện tích cũng được, cũng tùy tùy theo mỗi cách. Và đặc biệt á là ngày nay cái thất phải là các chị sẽ thấy người ta đo những kích thước nè, đo kích thước thất phải vùng đáy nè, mà các bốn buồng nha, chẳng phải là cả nước trục dọc như trục ngang nữa, mà đo qua đó nữa, mà người ta đo bốn buồng nè, kích thước thất phải vùng đáy, vùng giữa, và chiều dài thất phải, để người ta so sánh coi thử nó là có bị giãn lớn thất phải hay không. Rồi cái chức năng thất phải nữa, chúng ta coi, chúng ta sẽ có cái bài đánh giá chức năng thất phải ha, hoặc là chúng ta đo cái tĩnh mạch chủ dưới đó, các anh chị thấy có nhiều thông số đó, đó là mới trên 2D. Rồi tới đốm đơm màu khảo sát, các anh chị về khảo sát đọc thêm ha. Rồi đốp lơ phổ, phổ qua các cái van van hai lá, ba lá, van động mạch chủ và động mạch phổi. Ok, lúc đó chúng ta chỉnh gen chúng ta coi như thế nào ha. Đó, phổ qua các cái van tim, rồi phổ trên hõm ức, rồi vân vân. Đây là cái hình ảnh ảnh minh họa này, cái một cái ca thực tế này ha. Nếu mà chúng ta bắt cái điện tim thì nó sẽ hiện đây, sóng PQRS đây, cái này là dịch chuyển theo cái từ kỳ tâm thu tâm trương này đó. Cái dải đầu dò ở đây là từ 2 cho tới 40 GHz nè, mình chỉnh đây đang em bé cho nên chúng ta cố gắng để tần số cao nhất có thể là 4 ha. Ở trên này nó sẽ hiện ra mấy cái thông số, gain là chúng ta chỉnh lên là 12, độ deep là chúng ta đang để là 12 cm, tức là từ đây tới đây là 12 cm đó. Cái gì thấy 12 cái chấm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đó, 12 cm đó ha. Cái tần số khung hiện tại là 71 Hz. Nếu mà chúng ta chỉnh em bé này nó nhỏ mà chúng ta chỉnh sâu 12 cm, nhưng như vậy là cái tim nó lọt thỏm vô trong ha, nó có nửa màn hình này. Nên chúng ta cái này lúc này chúng ta phải chỉnh đẹp nó nông lại chút xíu để cho cái hình nó bự ra ha. Đó, đây là cạnh nước trục dọc, có nghĩa là chúng ta để cạnh nước bên trái ở liên sườn 3 4 dọc theo cái chiều dọc của cái tim á đó. Đó, để cạnh nước trục dọc, trên cái nước trục dọc này chứ các anh chị sẽ thấy gần đầu giòn nó sẽ là cái thất phải trước đây, chỗ này thất phải nè, đây vách liên thất nè, đây là thành trước của động mạch chủ nè, đây là van động mạch chủ nè, đây là thành sau của động mạch chủ nè. Thành sau của động mạch chủ á, nó sẽ liên tục với lá trước của van hai lá. Cái này là lá sau của van hai lá, đây là nhĩ trái, đây là thất trái ha. Rồi khi mà chúng ta cắt được cạnh nước trục dọc đó, là chúng ta sẽ hồi xưa là tôi chưa có thói quen á, đo đo cái TEM qua động mạch chủ nhĩ trái để đo kích thước động mạch chủ nhĩ trái. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ để TEM qua cái bờ tự do của van hai lá để chúng ta đo cái bề dày của cái thành tim, buồng tim thất trái ở thời kỳ tâm trương,
tâm thu. Khi mà chúng ta đo tâm trương tâm thu như vậy xong, tâm trương nè anh ta thấy giống lên nè, nó tương ứng với lại ngay chỗ cái cuối của sóng P nè ha. À, tâm thu là ngay chỗ chân của sóng T nè ha. Đó. À, khi mà chúng ta đo đạt hết mấy cái thông số này thì máy nó sẽ tính cho chúng ta cái phân suất co rút và phân suất tổng máu ha, chúng ta viết ra đó đây. Còn nếu mà ngày nay á, các anh chị nếu mà làm thì chúng ta để cái màn hình ở thời kỳ tâm trương tâm thu, chúng ta để đo trên 2D. 2D thì máy cái này là cái, chúng tôi dùng cái mode tự động á, auto trên máy GA á, nó sẽ đo vuông góc qua các cái cấu trúc của tim để nó đo thời kỳ tâm trương. Sau đó nó sẽ đo các vuông góc ha, cái chỗ nào mà vuông góc nó đo cái đường kính thì nó sẽ máy nó sẽ tính ra cho chúng ta cái FS là phân suất co rút là của ca này hơi kém là 15%, suy luận ra phân suất tổng máu mà theo phương pháp này trên tem nó gọi là phương pháp tay côn ha, 32%. Đó, như vậy đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đo kích thước của vòng van động mạch chủ, kích thước vòng van hai lá. Rồi chúng ta bỏ Doppler màu vô ha, nãy chứ 2D rồi TM là một bệnh viện, rồi chúng ta để Doppler màu vô chúng ta khảo sát dòng chảy qua van động mạch chủ và van hai lá. Vâng, rồi từ đây nó dọc rồi đó. Các anh chị xoay đầu giờ 90 độ theo chiều kim đồng hồ nha, thì chúng lúc này cái động mạch chủ lúc này nó đang dọc đó, thì nó sẽ thành ngang, nguyên tắc mà vuông góc mà 90 độ thì nó sẽ thành ngang ngang qua cái van động mạch chủ ở đây. Van chủ thì chúng ta nãy tôi nói ngang van động mạch chủ thì ở đây dĩ trái nè, vách liên nhĩ nè, dĩ phải nè, van ba lá nè, để thắt phải nè, van động mạch phổi nè. Thì chúng ta lợi dụng chỗ này á, chúng ta sẽ để cái phổ Doppler ngang qua van động mạch phổi đây, thì thắt phải bơm máu ra động mạch phổi nó xa đầu giò, cho nên trên cái phổ ghi nhận được là cái phổ âm. Đây âm thời kỳ tâm thu nè, sau ngay chỗ chân sống tê nè, đỉnh này. Đó, còn ca này nó có đặc biệt là nó có hở van động mạch phổi nữa, cho nên chúng ta đo cái phổ này chúng ta tính được áp lực động mạch phổi trung bình. Đây là cái vận tốc qua van động mạch phổi này, cả nước trục ngang ngang van động mạch chủ để đo cái dòng máu đi ngang qua van động mạch phổi. Rồi ngang van động mạch chủ xong, chúng ta nghiêng cái tia siêu âm để cho nó hướng về phía mỏm tim á, thì chúng ta sẽ có ngang qua van hai lá. Đây là lá trước, cái này là lá sau, cái này là mép trước, cái này là mép sau, đây thắt trái đây ha. Cái áp lực thắt trái nó cao hơn thắt phải cho nên nó phồng về phía bên phải ha. Nó thành hình tròn chỗ này đó. Rồi chúng ta tiếp tục nghiêng về phía mỏm nữa thì chúng ta sẽ thấy hai cục cơ trước bên, cục cơ sau giữa ha. Đó. Rồi, đó là vị trí thứ nhất trên thực tế. Vị trí thứ hai là chúng ta đặt ở mỏm tim, tức là chúng ta đưa cái tay chúng ta rờ cái mỏm tim nó đập ở đâu chúng ta để ngay đầu giò ngay đó. Thì chúng ta sẽ có bốn buồng tự mỏm. Bốn buồng tự mỏm ở đây á, là sát với đầu giò đây là chúng ta thấy thắt trái, bên này là thắt phải, bên này là nhĩ phải, đây là nhĩ trái, đây là vách liên nhĩ, đây là vách liên thất ha. Rồi xong đó thì khi đó chúng ta thấy cái dòng máu từ nhĩ trái xuống thắt trái nè, nó hướng về phía đầu giò, chúng ta để cái phổ Doppler qua đây để chúng ta bắt cái vận tốc của nó. Nó hướng về phía đầu giò cho nên chúng ta lúc này phổ van hai lá là phổ dương. Đo cái vận tốc sóng ơ, vận tốc sóng e ha. Đó, đây là cái điện tim nè, QRS nè, PQRS nè ha. Đó. Ok. Cái này là cái sóng A là ngay chỗ chân của cái sóng P đó ha. Rồi chúng ta cũng cắt qua van động mạch chủ luôn. Động chủ thì thắt trái nó bơm máu vô mạch chủ nó xe đầu giò, nó có là biểu hiện xe đầu giò màu xanh nè, quy ước trên cái phổ là phổ âm nè ha. Cái này là chúng ta đo phổ ba lá. Phổ ba lá là đáng lẽ giống như cái bên phổ hai lá chúng ta đo vận tốc này, nhưng mà cái van ba lá khi mà nó hẹp lắm cho nên đa phần các anh chị thấy trên lâm sàng người ta không có đo cái phổ này giống như bên hai lá, mà người ta đo cái phổ ngược lại đây, cái phổ hở, người ta đo cái phổ hở van ba lá để anh chi. Ví dụ như cụ thể trong tình huống này á, là cái phổ hở van ba lá người ta đo được cái vận tốc là
249 cm trên giây, tức là tương đương với 2.5 m trên giây á, thì nó tính ra cái độ theo phương trình Bernoulli mà 4V bình phương á, 2.5 m trên giây bình phương nhân cho 4 là chuyện này. Sẽ có cái độ chèn áp qua cái van động mạch phổi này là khoảng 25, giữa thất phải nhĩ phải này là 25 mm chữ ngân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dựa vào cái phổ hở của van ba lá này, người ta biết được cái thời kỳ tâm thu khi mà thất trái nó bóp, thất phải nó bóp á, nó có dòng hở xuống van ba lá này thì nó chèn áp giữa thất phải và nhĩ phải là 25 mm chữ ngân. 25 mm thủy ngân vậy, giả sử cái áp lực ở trong nhĩ phải lúc này là 5 mm thủy ngân đi, áp lực thất phải lúc này á là đố các anh chị, sợ các anh chị nãy giờ ngủ mất tiêu rồi. Các anh chị nè, bây giờ đối với cái tình huống này, nếu mà tôi đo qua cái độ chèn áp giữa nhĩ phải, thất phải và nhĩ phải thời kỳ tâm thu, tôi đo độ chèn áp nó là 25 mm thủy ngân, giả sử áp lực trong nhĩ phải là 5 mm thủy ngân, như vậy các anh chị suy luận giùm tôi là áp lực trong thất phải là bao nhiêu. Anh chị nào mở micro lên trả lời giùm tôi cho nó lẹ cái coi thử còn còn thức không hay ngủ quá trời. Áp lực trong thất phải tâm thu lúc này là bao nhiêu mm thủy ngân trong tình huống này? Dạ em chào thầy ạ. Ừ, rồi nói đi, em tên gì? Dạ em là Trần Hồng Quân ạ. Rồi nói đi. Thưa thầy là trên áp là 25 thì áp lực thấp phải là 10 thì cộng vô là 35 ạ. Áp lực nhĩ phải nãy thầy nói là 5, giả Dạ sử 5 áp lực dạ. nhĩ, Dạ áp lực nhĩ thưa phải là thầy là 5. 30 ạ. Đúng rồi, rồi cảm ơn Quân. Em nói đúng rồi đó. Dạ em cảm ơn thầy. Các anh chị suy luận nha, là bây giờ trong cái tình huống này á, mình đo đây cái hổ hở của anh ba lá đây, chúng ta đo được cái chân áp giữa thất phải nhĩ phải là 25 mm thủy ngân, như vậy thì áp lực trong thất phải phải là 30, tại mình giả định là nhĩ phải bình thường là 5, thì 30 với 5 là nó chênh lệch với nhau là 25, cho nên là cái khi mà tâm thu như vậy nó bớt, nó mới sụt phục như đây với cái vận tốc như vậy thì chúng ta đo được. Rồi khi mà chúng ta suy luận ra được cái áp lực thất phải ở thời kỳ tâm thu là 30 mm thủy ngân, thì lúc đó thời kỳ tâm thu thì cái van động mạch phổi các anh chị tưởng tượng á, tâm thu mà thất phải nó bóp lại thì cái van động mạch phổi nó phải mở ra, như vậy áp lực tâm thu của thất phải nó sẽ bằng áp lực trong động mạch phổi, với điều kiện nha các anh chị nghe cái câu này, với điều kiện là cái van động mạch phổi nó không bị hẹp gì hết, thì lúc đó cái áp lực thất phải tâm thu nó sẽ bằng áp lực động mạch phổi tâm thu, là nó bằng 30 mm thủy ngân. Cho nên các anh chị sẽ thấy trong cái kết quả trả lời siêu âm tim, ngoài cái chuyện mà ở ép phân suất tống máu tốt á, người ta còn trả lời là không có tăng áp phổi, áp lực động mạch phổi là 30 mm thủy ngân, áp lực động mạch phổi tâm thu á là 30 mm thủy ngân, là nó dựa vào cái phép đo này. Nhưng mà các anh chị phải nhớ tôi mới nói xong á, là cái điều kiện là phải không có hẹp van động mạch phổi thì các anh chị mới suy luận ra cái áp lực động mạch phổi tâm thu dựa vào cái áp lực của thất phải này ha, nhớ cái câu đó ha. Nhầm không biết sau này bệnh nhân nhiều khi hẹp van động mạch phổi mà các anh chị không biết, các anh chị lại đo cái phổi này các anh chị thấy nó cao, vận tốc nó cao quá, các anh chị đo lên tới 50 70 chẳng hạn, các anh chị kêu là áp lực động mạch phổi tâm thu là 70, mà trong khi đó nó hẹp van động mạch phổi cho nên là áp lực trong thất phải nó phải cao, nó cao nhưng mà áp lực nó đâu có bằng cái áp lực trong động mạch phổi đâu, vì nó có trên áp mà, nên là lúc đó chúng ta chỉ trả lời được là áp lực thất phải tâm thu là bao nhiêu thôi, chứ là không có suy luận là áp lực động mạch phổi tâm thu nha. Các anh chị nhớ đó, ở đây bốn buồng ha, chúng ta bỏ Doppler màu vô, chúng ta coi ở này có hở van ba lá này, nó xe đầu giò nó có màu xanh ha. Đó, đó. Cái này cái em bé này thì tại vì nó có cái thông liên thất nữa cho nên là cái dòng máu nó chạy từ thất trái qua thất phải, các anh chị thấy ở đây này. Rồi cái vị trí đặt đầu giò thứ ba là chúng ta đặt đầu giò dưới sườn ha. Cái giống như một cái các anh chị để ý cái máy tính của anh chị đang ngồi học hoặc là một cái chai nước đi, các anh chị nhìn góc độ này thì nó sẽ khác,
nhìn góc độ mà xéo xéo, ví dụ như chai nước trên bàn anh chị, hoặc là con chuột các anh chị đang sử dụng đi, thì các anh chị sẽ thấy là mình nhìn góc này thì mình thấy cái logo của cái hãng con chuột nó khác, mình nhìn góc kia thì nó sẽ khác. Thì tương tự như vậy, cái tim nó cũng vậy, các anh chị nhìn ở trên cảnh đất bốn buồng nó chụp dọc nó khác, còn nhìn dưới mỏm tim nó khác, còn giờ mình nhìn ở dưới sườn lên cũng bốn buồng tim nhưng mà nó sẽ khác ha. Lúc này tiếp cận của chúng ta đầu dò là dưới sườn này, chúng ta thấy cái gan này ha, thận phải đây, vách liên thất đây, thận trái này, vành hai lá đây, nhĩ trái đây, vách liên nhĩ đây, nhĩ phải đây ha, là dưới sườn bốn buồng, bốn buồng dưới sườn đó ha. Chúng ta cũng ngửa đầu dò đây, chúng ta coi năm buồng dưới sườn, hay là cắt ngang qua va động mạch chủ dưới sườn, giống như cạnh nước trục ngang ngang qua động mạch chủ dưới sườn, và thấy động mạch phổi đó quanh ở đây ha. Hoặc là chúng ta cắt hai buồng nhĩ để khảo sát nhĩ trái nhĩ phải, tức là cái tia siêu âm chúng ta giống giống như một con dao nó cắt vậy đó. Chúng ta để cắt qua chỗ nào là chúng ta sẽ thấy cái cấu trúc tim ở vị trí đó. Thì cái này nói là một chuyện lý thuyết để các anh chị ghi nhận ở đó, rồi sau này đi lâm sàng các anh chị sẽ được các bác sĩ hướng dẫn thêm, hay là các anh chị về mày mò coi lại các cái hình video ở trên mạng chẳng hạn, để coi các cái mặt cắt cơ bản, các cái tiếp cận khác nhau. Và chúng ta cũng không bỏ quên bỏ đắp lơ màu vô để coi dòng chảy như nào. Ở đây nó có thông liên thất, đây là tĩnh mạch chủ dưới bên này, còn nãy là ngang qua van động mạch chủ á, chúng ta thấy cái dòng thông liên thất này đó, từ thất trái nó qua này trên hàm ức, mặt cắt mà chúng ta để khảo sát cuối cùng là chúng ta để trên hàm ức nè ha. Chúng ta sẽ cắt dọc theo con động mạch chủ, đây là mạch chủ lên, đây là mạch chủ xuống, đây nó sẽ chia các cái nhánh lên đầu đây ha. Đó. Rồi chúng ta nhớ cái cấu trúc giải phẫu ha, con động mạch chủ ở dưới cái con động mạch chủ này sẽ là động mạch phổi phải ha. Dưới động mạch phổi phải nữa là đó là nhĩ trái ha. Đó, các anh chị nhớ những cái mốc giải phẫu như vậy, cạnh nước trục dọc dọc theo cái rồi. Chúng ta lúc này nghiêng cái tia siêu âm về phía bên trái của bệnh nhân á, thì chúng ta sẽ thấy cái động mạch phổi phải nó nối với cái động mạch phổi trái này, nó tạo thành cái hình giống như dấu phẩy vậy đó. Rồi lúc này chúng ta xoay đầu dò 90 độ thì cái dọc của động mạch chủ nó sẽ thành ngang, nó sẽ thành hình tròn, còn ngang cái van động mạch phổi nãy hình tròn thì bây giờ nó sẽ thành dọc động mạch phổi phải, nó sẽ dọc đây, nó đi vô, nó chia các cái phân thùy trong này, này động mạch phổi phải, dưới động mạch phổi phải sẽ là nhĩ trái nãy tôi nói, mình sẽ thấy các cái tĩnh mạch phổi ở trên cái mặt cắt trên hàm ức này nó đổ về giống như cái hình cái bao gạo. Còn trên cái động mạch chủ chỗ này là cái tĩnh mạch vô danh ha, thằng cái tay đầu bên trái tĩnh mạch vô danh đó. Nó về đây TABC rồi. Cái này là cái tĩnh mạch bên phải rồi, về đây nó sẽ thành hợp lại, nó thành tĩnh mạch chủ trên bên phải đây chạy xuống rồi. Đó là mấy cái máy siêu âm đời cũ, máy siêu âm nét hơn chút để mình thấy rõ cạnh nước trục dọc nè, van động mạch chủ, van hai lá, thất trái, thất phải, nhĩ trái. Chúng ta zoom động mạch chủ lên để chúng ta đo cái kích thước động mạch chủ lên đối với những người bệnh nhân lớn tuổi trên 60 tuổi ha. Rồi chúng ta cắt qua, chúng ta khảo sát, như nhắc lại một lần nữa để các anh chị nhớ bài thôi chứ không gì, đo kích thước động mạch chủ của động mạch phổi, cắt qua đây chúng ta đo cái các cái kích thước của buồng tim thành tim, coi tim nó có dày hay không, đường kính thất trái giãn hay không, rồi máy nó sẽ tính cho mình là cái phân suất co rút ở trường hợp này là 27%, phân suất tống máu theo phương pháp Tây côn là 53% chẳng hạn. Đó. Thì thấy ha. Rồi chúng ta cũng không quên bỏ Doppler màu vô ha. Rồi chúng ta đo đường kính bằng van động mạch chủ, van hai lá, ra các cạnh nó trục ngang van động mạch chủ đây ha. Chúng ta bỏ Doppler màu vô coi cái dòng chảy trong nó như thế nào. Rồi chúng ta đo cái vận tốc qua van động mạch phổi chứ. Rồi đây cạnh nước trục ngang, ngang qua là mạch chủ, đây là lá trước van hai lá, đây là lá sau van hai lá, đây là mép trước, đây là mép sau ha. Cắt ngang qua cục cơ
hai cột trước bên, hai cột cơ sau giữa ha, hai bốn nguồn từ mõm nè ha, thắt trái nhĩ trái, thắt phải nhĩ phải, đây van hai lá, đây van ba lá, giữa van hai lá ba lá nó có một cái độ trên chút xíu đây ha. Rồi chúng ta cũng không quên bỏ đúp lơ màu vô để coi có hở hay không, để có hở này anh chị thấy cái màu xanh xanh không, cái xe đầu giò đó nó hướng về phía đầu giò quý ước là màu đỏ, xe đầu giò là màu xanh đây, đây tâm thu nó có đây, cái điện tim nè nó biểu diễn dưới đây nè ha. Đó rồi chúng ta sẽ đo cái phổ hoa văn hai lá ha, chúng ta đo cái phổ hoa văn là mạch chủ, ta đo cái phổ hoa văn ba lá ở đây. Tình huống này là chúng ta thấy cái độ trên thách trái thách phải là khoảng 22, hay thách phải nhĩ phải cho nó lột làm hai, như vậy thì ước lượng áp lực thách phải tâm thu là khoảng 27. Vậy chúng ta sẽ trả lời là áp lực động mạch phổi tâm thu là 27 mm thủy ngân, với điều kiện là không có hẹp van động mạch phổi ha. Rồi ngày nay chúng ta phải nhớ đánh giá chức năng của thất phải bằng cách là chúng ta đo cái tem quai thành bên của vòng van ba lá đây. Đây chúng ta sẽ có cái sóng này để đo cái này gọi là táp si ha. Ừ. Thì chúng ta đo như vậy thì nó, táp si nó sẽ tính ra là 24. Ừ. Rồi tôi nhắc lại là bữa nay không có áp dụng phương pháp tay côn nữa, chỉ là để đo các cái bề dày thành tim, cái thước buồng tim coi vậy thôi, còn nếu mà để tính thông suất đóng máu thì các anh chị phải đo ở bốn buồng này, chúng ta sẽ đo thời kỳ tâm trương, chúng ta viền ở thời kỳ tâm thu, rồi chúng ta cắt hai buồng chúng ta cũng đo thời kỳ tâm trương, đo thời kỳ tâm thu, máy nó sẽ tính ra trả tim chúng ta phần suất đóng máu theo phương pháp sim, phương pháp này gọi là phương pháp Simpson, nãy là phương pháp tay côn ha. Cắt bốn buồng nè, cắt hai buồng nè đó, anh chị phải cắt hai bằng cắt đó ha, rồi chúng ta sẽ dừng hình lại đo tâm thu tâm trương. Ừ. Thì máy nó sẽ tính cho chúng ta nè bốn buồng hai buồng rồi nó tính xong, thì chúng ta sẽ có như vậy là cái hai buồng đây như thế nào, bốn buồng hai buồng rồi xong cái nó mới tính cho mình là cái EF B plan, tức là vừa bốn buồng vừa hai buồng tổng hợp là 54.4%. Thì các anh chị để ý là khi mà chúng ta đo trên Simpson này thường cái chỉ số nó sẽ thấp hơn so với chúng ta đo trên Simpson, cho nên là bữa nay người ta có cái bảng chỉ số cũng là bình thường á, trên cái guideline đó có ha. Các anh chị sẽ coi để mình áp dụng vô, đây là mặt cắt ba buồng, để các anh chị muốn xem đánh dấu mô ha. Rồi đây là mặt cắt dưới sườn, dưới sườn bốn buồng dưới sườn, năm buồng dưới sườn, vòng quanh dưới sườn hay là ngang quanh mặt chủ dưới sườn ha, dọc tĩnh mạch chủ trên đây, tĩnh mạch chủ dưới đây, vách liên nhĩ đây, nhĩ phải đây, nhĩ trái đây ha, các anh chị coi đây là các trên hàm ức, các dọc của động mạch chủ ha, đây là các qua động mạch phổi trái đó, siêu âm đánh dấu mô này ha, đó các anh chị thấy bốn buồng, hai buồng, ba buồng. Rồi nó sẽ có các cái phần cho ông đánh dấu mô của từng vùng, rồi nó tổng hợp lại trên cái dạng hình mắt bò. Như vậy là cái màu đỏ là tốt, cái màu xanh xanh là không tốt. Như vậy là ở cái vùng đáy, thành trước vách và thành trước ở cái ca này không tốt, là coi chừng, nhiều khi mình thấy nó bóp tốt vậy đó, nhưng mà cái đối với đánh dấu mô này coi chừng là bệnh nhân có bệnh mạch vành đó, hoặc là ở vùng mõm này nó cũng hơi kém nè. Coi chừng cái động mạch liên thất trước á, phần nó bị ảnh hưởng. Này nếu mà xịn nữa các anh chị trang bị cái máy mà có siêu âm 3D nữa, nó tính luôn cái thể tích thất trái tâm thu tâm trương, nó sẽ tính ra cái phân suất tốc máu trên trên 3D cho các anh chị ha. Đó, hình ảnh 3D thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh đó, coi như là mình khỏi tưởng tượng nhìn vô cái thất trái đây. Đó, mình thấy nhĩ trái và này lá lá trước lá sau động mạch chủ đây đó, hoặc là chúng ta cắt ngang qua van hai lá, chúng ta thấy đây lá trước này, đây lá sau này, đó cái thất trái vậy đó, là siêu âm 3D ha. Đó như vậy thì chúng ta điều chỉnh các thông số trên máy siêu âm như thế nào cho tốt thì các anh chị về tham khảo thêm, trên 2D chúng ta chỉnh cái giải tương phản, chúng ta chỉnh tần số đầu dò, chúng ta chỉnh cái độ rộng của cái rẽ quạt, chúng ta chỉnh cái sâu của cái đầu dò, chúng ta đít ha, chúng ta chỉnh gen,
trên Doppler phổ thì chúng ta chỉnh cái thang vận tốc, cái tốc độ quét, cái hộp lấy mẫu, gen hay là Doppler mô, Doppler màu cũng vậy, chúng ta coi thích chỉnh cái kích thước của cái hộp màu, gen màu, bản đồ màu. Tóm tắt lại là gì? Cái siêu âm tim nó là một cái nghệ thuật mà đòi hỏi bác sĩ phải nắm rõ. Thứ nhất là các anh chị phải nắm rõ cái giải phẫu, tại mình là vai trò lúc này là giống như là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mà. Và chúng ta phải nắm rõ cái giải phẫu của cái tim. Giải phẫu của cái tim nó nằm trong lồng ngực, nó tương quan như thế nào, cái vị trí nó như thế nào, anh chị phải nắm rõ. Về đọc lại cái bài phần giải phẫu. Vì cái tim là một cơ quan động cho nên là chúng ta phải nắm rõ cái sinh lý học của cái hệ tim mạch. Rồi đôi khi mà chúng ta khảo sát một cái bệnh nào đó, chúng ta phải nắm rõ sinh lý bệnh của bệnh đó. Và chúng ta phải nắm vững cái nguyên lý hoạt động của máy siêu âm. Tại vì chúng ta nếu mà chúng ta lái xe mà chúng ta không không có biết rõ cái điều chỉnh xe, không có biết tăng ga giảm ga, không biết điều chỉnh thì chúng ta đó lâu tới đích thôi. Còn nếu mà chúng ta biết luật lệ giao thông, chúng ta biết chỉnh các cái thông số trên xe thì nó sẽ giúp ích chúng ta đi nhanh, đi an toàn tới nơi tới chốn. Thì cũng vậy, siêu âm tim thì chúng ta nắm vững hoạt động của cái sóng siêu âm, nó phát ra sóng phản hồi như thế nào, tán xạ khúc xạ rồi như thế nào ha, và chúng ta biết cách điều chỉnh thuần thục các cái thông số trên máy. Muốn điều chỉnh được thì chúng ta phải mở cái cuốn hướng dẫn sử dụng của mỗi cái hãng siêu âm, user manual ra chúng ta đọc ha. Trên máy siêu âm thì có các cái nút cơ bản giống như lên khởi động xe hơi gì đó, có nút 2D, nút TM, nút màu, Doppler liên tục, Doppler zoom, cái nút đo đạc, nút TDI. Các anh chị phải biết mấy cái nút này, mình bấm mình mới làm được, chứ còn mình không biết vô mù mờ.